Chiều ngày 21 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đi thăm hỏi, động viên, tặng quà Trung thu cho trẻ em có cha mẹ mất vì Covid-19 tại xã Tân Thạnh Đông và xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đã trao các phần quà gồm đèn lồng, bánh Trung thu, sữa, tiền mặt và nhu yếu phẩm tặng các cháu cùng với gia đình. Đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ trang thiết bị, tạo điều kiện cho các em được thuận lợi học tập. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ chỉ đạo huyện Củ Chi và các xã thực hiện chính sách hỗ trợ các gia đình có người qua đời do dịch Covid-19, người dân cũng như các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.